Tân binh của K-pop bất ngờ đánh bại Blackpink, Chai. New Jeans gồm 5 thành viên, trong đó có một nghệ sĩ mang quốc tịch Việt Nam đang làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc của Hàn Quốc. Được đánh giá có phong cách khác biệt và âm nhạc hay, New Jeans rất ngờ được đánh giá cao hơn Blackpink, Chai. New Jeans gồm 5 thành viên, trong đó Hani, tên thật Phạm Ngọc Hân, mang quốc tịch Việt Nam. Nhóm do Min Hee Jin sản xuất, từng làm giám đốc hình ảnh tại SM Entertainment. Min Hee Jin không chỉ thiết kế bìa, phong cách cho album còn phụ trách toàn bộ quá trình sản xuất và quảng bá. Các thành viên của New Jeans có độ tuổi trung bình là 14 đến 17, em út Hee Jin sinh năm 2008. Âm nhạc của New Jeans cũng dễ nghe, chủ yếu gồm giai điệu mid-tempo và lời bài hát lặp đi lặp lại. Min Hee Jin cũng tạo cho các thành viên sự thoải mái trong quá trình thực hiện sản phẩm âm nhạc. Không đi theo lối trang điểm đậm và thời trang loè loẹt đang ngự trị trong pop, các thành viên của New Jeans chủ yếu xuất hiện trong trang phục áo phông, quần dài và giày thể thao. Tóc của họ đen và thẳng, giống những cô gái tuổi teen bình thường. New Jeans phát hành album đầu tiên vào mùng 8 tháng 8, nhóm bán được 440.000 bản. Họ là nhóm nhạc nữ có doanh thu album tuần đầu tiên cao nhất. Hiện, Attention của New Jeans vẫn đứng hạng 1 trên bảng xếp hạng Melon, vượt qua những đàn chị nổi tiếng như Blackpink, Chai, Eve, ITZY. Với New Jeans, Min Hee Jin tiếp tục thu hút sự chú ý của công chúng theo cách riêng. Giám đốc điều hành của Adore gạt bỏ những bước quảng bá thông thường như phát hành hình ảnh, thông tin từng thành viên hay trailer, teaser quảng bá sản phẩm đầu tiên của họ. Thay vào đó, Min Hee Jin lập tức phát hành MV Attention của New Jeans mà không có bất kỳ dự báo trước nào. Tiếp theo, tên của các thành viên trong nhóm nhạc được tiết lộ thông qua MV thứ hai mang tên High Boy. Công ty thậm chí tung ra 4 MV High Boy với những câu chuyện khác nhau cho từng thành viên. Sự ra mắt của New Jeans thu hút sự quan tâm của công chúng. Các thành viên được đào tạo và giao tiếp với nhà sản xuất trong môi trường thoải mái. Thay vì cho họ nghe một bài hát và hướng dẫn họ hát theo, Min Hee Jin mở nhạc cho New Jeans nghe rồi hỏi ý kiến. Các thành viên có thể tự thu âm theo phong cách riêng mà không có giáo viên hướng dẫn.